Dù bản thân đã cố phủ nhận những phán đoán về tình cảm của Nam Phong dành cho Thiên Di, nhưng trong lòng Kim vẫn còn khúc mắc không yên. Cô quyết định dò hỏi. Không ngờ câu trả lời nhận ra được chính là Kim chỉ là một em gái mưa mà thôi. Trái lại với những rắc rối trong tình cảm, thì chuyện học tập của Kim đã bắt đầu khởi sắc. Sau lần cấp học không phép và buộc phải viết kiểm điểm, lần này những nỗ lực hối lỗi của Kim đã lấy lại được thiện cảm từ cô chủ nhiệm. Những tưởng mọi chuyện từ đây sẽ bắt đầu thuận lợi, thì rắc rối lại tiếp tục ập xuống với nhóm sắc màu. Sổ bệnh của Đông Đông bị phát tán tràn lan trên mạng. Liệu cô bé có thể vượt qua cú sốc này hay không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim. Tôi là con người đàng hoàng, có sao nói vậy thôi à, chứ không có kiểu lương lẹo chị em rồi đi giật chồng người ta. Kim. Ê Kim. Ê tỉnh lại Kim. Có chuyện rồi. Ê, nhỏ lộ sổ khám bệnh qua kìa. Vậy mà nói trầm cảm, đi chơi cả đám như thế mà thần kinh thì có. Đông Đông, bà đừng có buồn nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra á thì cũng còn tụi tôi bên cạnh bà mà, đúng không? Tôi biết rồi. Coi con gái của con giáp thứ 13 nói chuyện kìa, nghĩa khí ghê vậy đó. Nếu mà nghĩa khí vậy á thì kêu mẹ mình làm ăn chính đáng đi. Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta làm gì vậy? Nè, nói gì đó? Tôi là con người đàng hoàng, có sao nói vậy thôi à, chứ không có kiểu lương lẹo chị em rồi đi giật chồng người ta. Thôi Kim, kệ mấy bả đi, bà đừng có gây nữa, mất công bị phạt á. Oan ức lắm vậy đó. Tôi biết tổng hết trò của mấy người rồi. Bệnh hoạn gì, cố tình tạo scandal để lấy lòng thương hại người ta, xong rồi kiếm tí fame đi kiếm đại gia kiếm tiền chứ gì. Hai cái bà kia, tụi tôi á không phải là người chỉ biết nhịn nhục thôi đâu nha. Không nhịn thì làm gì được tao? Thì thử nói tiếp coi. Ê, tao nghe nói nó đai đen á mày, suốt ngày tụ tập với mấy đứa giang hồ đầu đường xó chợ, thì thôi bỏ đi. Tao không thèm nói chuyện với lũ hạ đẳng. Đi. Thôi, bà đừng buồn nữa nha. Đúng rồi đó. Thật ra mấy bà đó nói là do ganh ghét bà thôi, chứ vẫn nhiều người yêu quý bà mà, giống như tụi tôi này. Mấy bà đừng lo lắng quá, tôi không sao đâu. Thật ra đêm hôm qua sau khi mà sổ bệnh của tôi bị phát tán, cũng có rất nhiều bạn trẻ bị trầm cảm giống như tôi nhắn tin an ủi tôi. Đó là nhờ có tôi và nhìn vào những thành công và những cố gắng của tôi mà trở thành những động lực cho họ. Bà nghĩ vậy là tốt rồi đó. Vì vậy cho nên tôi đâu thể nào bỏ cuộc được đâu. Tôi phải sống tốt để tiếp tục làm động lực cho mọi người chứ. Bà nữa nha Kim, cũng đừng có buồn nữa. Đâu phải ngày đầu nghe mấy câu này đâu. Tôi ổn mà. Thôi đi đi, sắp tới giờ vô lớp rồi á. Đang mệt mà uống Kirin Latte cà phê caramel. Tỉnh táo thiệt. Ê. Anh, kiểm tra coi có tiền chưa? Rồi, từ từ. Hình như hên ghê. Ông bà giữ uy tín, mới giờ nói cái chuyển tiền liền. Đúng là nhà giàu có khác ha. Nhưng mà nói gì nói á, em thấy nhà giàu trưởng mở thiệt á. Trời ơi, dạy con không được á thì lôi nó về dưới mà dạy. Chứ ai mà dàn cảnh cái gì mà mướn tụi mình đi lên đòi nợ, rồi nói hả dở nợ trốn tùm lum tùm la, trời em thấy kỳ quá hả. Không quan trọng vấn đề này, cái quan trọng là tại vì con gì? Con
Mirai. À, con Mirai. Nó ngu đáng chịu. Nghe đâu á là nó bị mất tiền hoài à. Có tiền thì phải biết quý trọng đồng tiền. Cái này nó không biết quý trọng. Cho nên ba mẹ nó mới bày ra cái kế này nè. Nhờ vậy mình có tiền xài. Đó giờ em chưa thấy ai cha mẹ nào làm chuyện này với con mình hết trơn. Thôi, bỏ qua đi. Bây giờ mình có tiền rồi. Mình đi làm cầu cho đã. Đi. Ăn mừng luôn. Thì ra nhà Mirai không hề phá sản. Coi con gái của con giáp thứ 13 nói chuyện kìa. Nghĩa khí ghê vậy đó. Nếu mà nghĩa khí vậy á thì kêu mẹ mình làm ăn chính đáng đi. Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta làm gì vậy? Sao nhức đầu chóng mặt dữ vậy ta? Lạ thật, rõ ràng là tôi đã chụp sổ bệnh của con Đông Đông up lên mạng rồi mà. Sao nó vẫn đi học bình thường được? Có khi nào Đông Đông nó giả bệnh không? Hay là nó nói xạo tụi mình? Tại vì mấy đứa bị trầm cảm á, dễ bị kích động lắm. Không thể thế được. Trước tôi còn thấy nó rạch tay nhà vệ sinh mà. Phong thủy năm nay tụi mình bị sao á, gửi clip về nhà con Lizzy cũng không kêu nó về nhà được. Chụp sổ bệnh con Đông Đông thì nó vẫn đi học bình thường. Ngay cả cái kênh YouTube cũng bị tụi nó lấy lại rồi kìa. Làm gì cũng thất bại. Tức á. Hóa ra chuyện kênh YouTube và sổ bệnh của Đông Đông bị phát tán là do mấy người làm hả? Mày đâu chưa ra đây? Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó. Ừ, tụi tao làm đấy, thì sao? Tụi mày! Sao? Muốn đánh nhau à? Thích thì chiều, bọn tao ba, mày một. Lần này mày chết chắc rồi, đánh nó. Anh tin. Ba người hùa nhau bắt nạt một người. Tự hào quá, không biết suy nghĩ hả? Làm nó gây sự với bọn em trước chứ. Còn mày nói láo. Rõ ràng là tụi bay gây chuyện hãm hại bọn tao trước. Cái gì? Gây chuyện hãm hại? Excuse me. Làm ơn đi, bọn này rảnh là bọn này đi shopping, đi spa, chứ đâu rảnh gây chuyện với cưng. Đúng là cái đồ hai mặt mà. Anh tránh ra đi. Lần này tao phải giải quyết hết với bọn này. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ lỗi của ai á thì cũng đừng có đánh nhau ở trong trường. Tại mắt không đó. Bộ muốn là hả sau này làm nghề rồi một cục phốt to tổ bố từ trên trời nó rớt xuống trúng đầu đúng không? Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó. Bình tĩnh lại đi đã. Cứ lao vào đánh nhau như vậy hả? Rồi mặt có sẹo rồi sao? Đến lúc mà có sẹo á hả? Sau này ghi hình ai mà coi xấu chết đi được. Anh nói đúng quá rồi gì? Thôi coi như nể mặt anh. Tụi em giải tán đi. Lần này nể mặt anh Gin nên tao bỏ qua cho mày đấy. Còn lần sau á, đừng có mà mơ. Con gái con lứa gì mà nóng tính vậy không biết nữa. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó. Sao cứ suốt ngày phải là cách đánh nhau hả? Nè tôi nói cho cô biết, người ta có tới 3 người lận đó. 3 đánh 1 không chột cũng què. Hằng máu lắm. Không có biết tự bảo vệ bản thân mình gì hết. Nè cô sao vậy? Ê Kim. Ê Kim. Sao rồi cô? Bạn bị gì vậy cô? Bạn gái của em không sao. Chỉ là bị suy nhược cơ thể do ăn uống thiếu chất rồi lại nghỉ ngơi không điều độ. Bây giờ bà ấy bị kiệt sức cho nên ngủ một lát. Khi bà ấy tỉnh dậy thì sẽ không sao. Chà. Nhưng mà bạn không phải là bạn gái của em. Hả? Em nói gì? Ờ dạ không có gì. Một chút nữa bạn dậy thì có thể về lớp rồi. À mà em nhớ nhắc bạn nha, phải ăn uống ngủ nghỉ cho điều độ vào. Với lại đừng có lao lực quá sức. Bằng không xỉu một lần nữa là khổ đó. Dạ. Bây giờ cô có việc, cô ra ngoài một lát. Em giúp cô trông chừng bạn nha. Dạ cô cứ yên tâm. Cái con người này đúng là không lúc nào làm cho người ta yên tâm được mà. Ừ.
Hóa ra là mày đi đây làm tao kiếm muốn chết. Mày làm cái gì điện thoại cũng không mở lên. À, chuyện là tối nay tụi thằng Vinh, thằng Thành nè rủ đi chiêu, đi không? Tao không đi, tụi bay đi đi. Bình thường mày thích đi chiêu lắm mà, nay sao vậy? À, hay là kẹt chuyện gì? Không có gì, chỉ là không muốn đi nữa thôi. À, tính ra là mày thích nhỏ đó thiệt à ha. Vì gái mà bỏ anh em cũng ổn đó. Không liên quan gì tới cổ, đừng có lôi cổ vô chuyện này. Trời, còn lên mặt bảo vệ nữa. Mày nghĩ lại giùm tao đi Gin. Mày làm bao nhiêu chuyện rồi, một tiếng cảm ơn có không? Chuyện của tao không cần mày phải bận tâm. Được rồi, mày không thích thì tao không quan tâm nữa. Ngu ráng chịu. Kim. Kim. Sao vậy? Có sao không? Bà bị sao vậy? Sao nằm im re vậy nè? Không có gì đâu, chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi. Dù không ưa anh nhưng cũng cảm ơn vì anh đã cứu Kim và báo tin cho bọn tôi biết. Ừ, cũng đâu có gì đâu. Nếu mà bọn em đã tới rồi thì anh đi đây, chăm sóc Kim thay anh nha. Cảm ơn anh. Nếu có sao không nữa. Anh Nam Phong. Ủa Kim, sao em ra ngoài này gió lắm? Anh mới nghe hồi sáng em xỉu đúng không? Dạ, suy nhược cơ thể chút xíu thôi à, đâu có gì nghiêm trọng đâu. Không có gì nghiêm trọng, em phải chú ý sức khỏe của mình chứ. Nè, anh có mua cho em thuốc nam bổ máu, trong đây có ghi rõ liều lượng, em đem về uống đi cho khỏe. Dạ, em cảm ơn anh. Mà em có bị gì nặng đâu, nên lần sau anh đừng mua mấy thứ này nữa nha, tốn kém lắm. Uống đi. Hôm nay đi chơi vui ha? Dạ vui. Mà em có để ý là trăng hôm nay sáng hơn mọi hôm không? Ủa, em thấy bình thường mà anh. Sáng như mắt em vậy đó. Anh, nói gì vậy? Tóc em dính gì kìa. Ủa gì vậy? Để anh giúp cho. Làm gì? Xinh hơn rồi đó. Thôi vô nhà nha. Ừ. Bye bye anh. Em muốn ngon nha. Anh nên sớm tỏ tình với chị Thiên Di đi. Em nói gì vậy? Anh với Di có gì đâu. Anh đó, nói coi em như em gái trong nhà, vậy mà còn tính giấu giếm em nữa hả? Em biết anh thích chị Thiên Di lâu rồi. Ừ. Anh không có cố ý giấu em, nhưng mà anh với Di không có khả năng đâu. Nói ra làm ngại cho nhau thêm thôi. Chưa tỏ tình mà sao biết được chứ. Nếu chị Thiên Di cũng thích anh thì sao? Anh mà cứ chần chừ như vậy á thì đang trao cơ hội cho cái anh Ricky đó đó. Em thấy là Ricky đang tán chị Thiên Di lộ liễu luôn rồi. Ngày nào cũng qua thăm rồi quà cáp cái thứ. Ừ. Anh nghĩ là Di ở bên Ricky sẽ tốt hơn. Người ta có thể giúp Di mọi thứ, còn anh thì không. Chuyện tình cảm á thì phải nói tình cảm, anh so mấy thứ khác để làm cái gì. Hơn nữa em nghĩ chị Thiên Di không phải là người thấy ai giàu hơn thì thích đâu. Vậy anh tính chừng nào sẽ tỏ tình với chị Thiên Di? Anh sẽ suy nghĩ thêm. Nếu mà cần gì thì cứ nói em nha, em sẽ giúp anh. Cảm ơn em gái. Dạ. Tụi anh về trước nha. Dạ. Anh cảm ơn anh nha. Ừ, nhớ uống đó. Kim, sao bà thích anh Nam Phong mà lại động viên anh ấy đi tỏ tình chị Thiên Di? Vì anh thích chị Thiên Di chứ sao nữa. Vậy còn bà thì sao?
Tôi hả? Ngay từ đầu là do tôi ngộ nhận thôi, chứ ảnh chỉ coi tôi như em gái trong nhà, giúp đỡ nhiều như vậy nên bây giờ coi như tôi giúp ảnh tiến tới với người mình thích là đã trả ơn. Mà giúp người mình thích có được hạnh phúc cũng là một loại an ủi mà. Thôi về đi, đứng đây làm cái gì nữa. Đây. Có chuyện rồi. Chẳng nghĩ đến bên say lắm lắm đi không suy nghĩ. Ai mà được ba thường á, chắc người đó có phước lắm á. Người như tôi vừa cọc cằn vừa thô lỗ, ai đâu dám thương. Muốn mời gì vậy anh? Vào tháng tới bên công ty của anh muốn mời em tham gia một chuyến lưu diễn cùng với các nghệ sĩ bên công ty của anh. Em tha thứ cho anh lần đầu cũng như lần cuối. Nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ là chính.